muốn giới thiệu với các bạn một làng quê Việt Nam, là quê ngoại của tôi, là tuổi thơ của tôi. Một làng quê nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng lại mang trên mình nó dấu tích lịch sử, những vết đau, sự hàn gắn và phát triển. Mới khoảng hơn 2 tuổi, tôi theo ông ngoại về đây. Cha mẹ tôi cẩn thận, dạy tôi học thuộc mấy câu thần chú để phòng khi lạc nhà. Có một câu như thế này: ông Trần Văn Nam, thôn Cao Xá, xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Và đó chính là ngôi làng tôi giới thiệu đến các bạn hôm nay. Làng tôi rất nhiều ao, ven làng là ngôi nhà thờ có tháp chuông cao vút. Mỗi lần đi đâu, về đến Bến Cao hay chợ Từa, tôi thường nhìn ngọn tháp với sự trìu mến khó tả. Chân tôi díu lại. Ấn tượng với tôi là những sáng mùa đông rét buốt, tiếng chuông nhà thờ ngân nga, từ đó vẳng ra tiếng đọc kinh, hoặc là tiếng thánh ca, hoặc có khi là tiếng cha xứ giảng, và tôi lại chìm vào giấc ngủ. Ấn tượng với tôi là những đêm sáng trăng, bà con tập trung đập lúa, tiếng đập thình thịch, giọng hò cất lên, những tiếng hò lơ, hò lơ, ai đi hò lơ, đệm theo vui vẻ. Rồi những đêm biểu diễn văn nghệ ở sân nhà thờ, anh Đĩnh chung sân nhà tôi đóng một cô gái và hát chèo, múa rất đẹp. Có khi anh đóng vai ông quan gì đó, tôi ngồi xem anh làm bộ dâu từ rễ bèo phơi khô, rất thán phục. Tôi đến với cuộc chia ly năm 1954, đến với cải cách ruộng đất từ rất bé, khi còn chưa biết mặt chữ, chính là trong thời gian ở với ông ngoại tại cái làng công giáo toàn tòng này. Cũng xin nói, ông ngoại tôi là ông Trùm, một chức sắc trong làng đạo thời ấy, không biết bây giờ còn hay không. Nhưng rồi ông theo cách mạng, mãi đến khi già, ông mới trở lại sinh hoạt trong cộng đồng giáo dân. Vào năm 1954, dân làng tôi theo Chúa vào Nam hết. Vào trong Nam, dân làng tôi lập một cái ấp mang tên Cao Xá, ở đâu đó trong Tây Ninh. Họ là những người chống cộng rất nhiệt thành. Sau năm 75, họ lại tiếp tục theo Chúa đi đâu đó sang mãi phương trời Tây. Thành thử dân làng tôi bây giờ đi nước ngoài là chuyện bình thường. Những người ở lại tập trung trong nhà thờ, cố thủ. Khi bộ đội tiến vào, một thôn làng vắng lặng, những đống thóc giữa sân nghi ngút khói. Họ đốt hết để không lọt vào tay Việt Minh. Tôi nghe mẹ kể lại rằng bà A, bà B, những người phụ nữ hàng xóm nhà tôi đã từng ra đón bộ đội vào làng, rồi bất thình lình dùng liềm giấu sẵn bổ vào họ. Còn rất bé, nhưng tôi đã được nghe những câu chuyện về người thật, việc thật ấy. Kèm theo đó, mẹ tôi có những bình luận. Có thể nó đã định hình cho tôi một cách nhìn. Nhà tôi có một ông bác là thương binh, cụt tay thời chống Pháp, là đảng viên. Ông ấy gọi ông tôi là chú ruột. Nhà tôi lại có một ông bác khác bị xử tử trong cải cách ruộng đất. Tôi không nhớ bác tên gì, vợ của bác thì tên là Ngọc, bác Ngọc. Chúng ta sẽ gặp bác ngay trong video này. Ngày còn bé, tôi nhớ nhà của ông bà Lục là cha mẹ chồng bác Ngọc, rất to và tọa giữa làng. Cách cổng nhà cũng to, có mái và cánh gỗ. Trẻ con thường chơi đồ hàng ở đó. Cây chay ngả bóng xuống bến nước của cái ao ngay cạnh nhà. Vườn sau trồng chè, có cái ghế hái chè như kiểu những chiếc ghế dùng để đứng thắp hương bây giờ. Ông bà Lục ăn cơm bằng mâm đồng ở nhà trên, nơi bộ bàn ghế cổ kính, dùng thau đồng rửa mặt. Mẹ con nhà bác Ngọc ăn cơm bằng mâm gỗ, cũng ngồi ở nhà ngang, chậu rửa mặt bằng sành. Tôi cũng chơi thân với con của bác Ngọc là chị Kính, chị Dâng và cháu nội của bác ấy tên là Thắm và Tươi. Buổi tối, bà tôi cầm cây đèn nhỏ gọi là đèn Hoa Kỳ đến lớp học bình dân học vụ. Các bà ý ới gọi nhau phấn khởi lắm. Ông tôi là thầy lang nên biết cả chữ Tàu, chữ Tây và chữ Quốc ngữ, nhưng bà tôi thì mù chữ hoàn toàn. Bà tôi vốn là gái quá, sau đi bước nữa làm vợ thứ hai của ông tôi. Như vậy, tôi không phải là cháu ruột của bà,
nhưng tôi được cưng chiều có khi còn hơn cả cháu ruột. Bà học để kiểm tra hợp tác ghi công điểm cho bà. Bà nói với tôi như thế khi dỗ dành tôi ở nhà. Tôi bắt đầu muốn đi học từ ngày đó, ngày cái không khí bình dân học vụ tràn ngập các thôn xóm, cái ngày mà cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà để động viên nhân dân lao động đi học cái chữ. Đó là những điều trực quan ghi ấn trong tôi. Ngày ấy, với tôi như là sống trong thiên đường vậy. Dù đi chợ tới 3 km, tôi vẫn quốc bộ với ông ngoại. Mỏi thì ngồi lên lưng, lên vai ông. Xa thì đi tàu thủy, tàu hỏa, ô tô. Đi rất lâu mà không hề sốt ruột. Mọi thứ cứ thong thả trôi, thong thả trong niềm dạo dực. Trong làng, rất ít gia đình bên lương. Cách gọi người không theo đạo ngày ấy. Làng Cao Xá ngày ấy rất nhiều vườn cây ăn quả, những ngôi nhà nhỏ bé trong một khuôn viên cây và ao, phố cao với vài cửa tiệm nho nhỏ, ngày vài lượt xe ô tô khách. Dấu ấn của cả khu vực là cái nhà thờ với tháp chuông cao vút. Cái tháp chuông nhà thờ đầy tự hào ngày xưa của tôi, bây giờ nó trở nên thấp bé. Khi về đến phố cao, tôi không thể nào nhìn thấy nó, và cả hai cái tháp chuông cao lớn mới xây cũng bị che khuất. Làng tôi không chỉ rộng ra mà đã cao lên rất nhiều. Rất có thể, những người dân làng tôi, những người bà con của tôi khi xem video này sẽ nhận ra quê hương của họ, người thân của họ. Trước đây, tôi hay vào làng vào những dịp Noel. Vài năm trở lại đây, tôi ít về. Dù đường xá thuận tiện hơn rất nhiều, là bởi những người tôi gắn bó hầu hết đã rời xa dương thế. Ao làng tôi vẫn nhiều như thế, bờ ao được kè và đưa vào làm kinh tế. Điều mà tôi rất yêu quý quê ngoại của tôi chính là cái tình. Ở đây tôi đã nhận được sự yêu thương, nhận được sự buông bỏ và hòa hợp. Làng tôi dân chúng chia ly, nửa trong Nam nửa ngoài Bắc, không hận thù, không chống phá, thành tâm xây dựng gia đình và quê hương, đồng hành cùng với nhân dân cả nước trong các cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Người bác họ của tôi tóc bạc trắng như cước, đã một đời phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi con. Các con cháu của bà nay đều đã thành đạt, kinh tế khá giả. Bà ấy là người thân duy nhất thuộc thế hệ chú bác của tôi còn lại ở làng quê này. Còn nhìn trên kia không thấy đâu. Nhà cô đang quay phim gì vậy? Vâng, con trẻ nhặt cái tiền chẳng già chẳng già đây, bà đây. Bà quay phim. Bà mà tôi gọi là bác dâu. Vâng. Con chào bà. Trong dịp tuần chầu đại phúc của Cao Xá thì chúng tôi có một cái cuộc về quê, cũng là trở về với tuổi thơ của mình. Và người cao niên nhất ở trong họ nhà tôi mà bây giờ còn lại thì chỉ còn bác tôi đây, tức là bà Ngọc. Và câu chuyện của bà thì cũng là một câu chuyện mà gắn liền với lịch sử đất nước. Bà ơi, ông mất lâu chưa bà nhỉ? Úi, mất đi 50 năm này, năm 56 mà mất thì ông hôm 16 tháng 5. Bà có nhớ là vì sao mà ông mất không? Có nhớ. Người ta ở đi Nam hết. Thì người ta ở nhà, người ta bảo rằng thì là ở nhà để đưa tin vào Nam. Thế là người ta xuống vào, người ta giết chết. Có thế đấy thôi. Chết giữa 16 tháng 5. Làm kiểu gì, xử tử hay như nào? Bắn. Thế là cũng đem ra cũng đọc lệnh rồi cũng tuyên án này kia chứ bà? Hay có, có tất cả mọi người. Tức là bị xử án, xử bắn. Như vậy là xử không phải là tội của cải cách ruộng đất.
Không phải. Không phải là địa chủ. Bà không phải là cái gì cả, chỉ có phải muốn nói rằng ở ta đi hết thì là bây giờ mới lên cái giọt cái mạng mỡ này. Thế là đem tàu bay đến mà cũng không đi được thì ông cụ bảo rằng thì nếu mà đi nửa đường thì cũng chết. Thế mà ra Hải Thương Dương một tháng thì cũng không được thì cũng chết. Thế thì cha mới bảo đem tàu bay xuống chở nó phải chở nó đi. Thế nhưng mà thế tất cả dân làng đi sạch không có một người nào thì còn mình ở nhà. Thế nên là bà ở nhà để lấy tin tức ở đây đưa vào Nam. Nhưng mà giá chậm một tiếng nữa thì không chết. Đến 12 giờ trưa thì đã có cái lệnh không được bắt ai. Bắt lấy này cuối cùng. Bắt nó cuối cùng, không còn ai nữa. Tức là lệnh thì về sau một tiếng và ông thì đã mất trước đó rồi. Mất trước một tiếng. Chưa chôn. Chậm tí nữa. Nhanh tí nữa thì là không chết. Cái tiếc mãi thì cả làng cũng tiếc. Thế nhưng không có cái án gì, không có cái tội gì hết. Chỉ có cái tội rằng ta làng đi hết xong thì tất cả các nơi ra đến thì người ta cho rằng thì ở lại như thế thì lấy tin tức ở đây để đưa vào Nam. Có thế thôi. Tức là tội gián điệp. Ừ, tội nó phụ cho là cái tội gián điệp. Nhưng mà về sau thì xong cái thì là sửa sai luôn thì người ta mới gọi ông cụ vào trong tỉnh ra để. Người ta gọi ông cụ vào trong tỉnh ra để bồi tiền. Thế thì xuống thành phần chẳng có gì hết. Dạ. Khi đấy bà buồn lắm nhỉ? Giê-xu chết đi được cái gì? Chết đi được cái gì? Bây giờ lại nuôi cái con út, cái dâng ấy, nuôi bây giờ mới đẻ nó được qua 2 tháng. Thì là đem lại cho bố giam thì giơ tay thì nó không theo. Thì con ấy là khổ nhất. Không biết bố. Ông bà thì là vẫn ở lại. Ông bà vẫn ở lại tất cả nhà chứ. Chỉ vì là... Thì nó cho rằng thì ốm đau không đi được xong rồi thì vào cụ Nam nhà mình ấy, mới thì nhà tôi này vào đi nuôi ông cụ mới thì 3 tháng mới, người ta bây giờ nó người ta bỏ thuốc người ta đi có thuốc tốt thì nó lên cái gì mà mỡ này thì mổ ở chỗ này. Năm đấy là ông bao nhiêu tuổi bà có nhớ không? Năm ấy 32. Có 32. Vậy là bà ở như thế từ bấy đi đến giờ. Chứ gì nữa. Năm đấy bà bao nhiêu tuổi? Năm ấy thì tôi về đây tôi làm dâu tôi có 17 tuổi. À. Mà đến cái năm ấy thì ở với ông ấy được có mấy năm ấy mà. Mấy năm mà cũng sản xuất được những mấy... Như thế được 5 người nhưng mà giờ chết hết là còn có 2 người thôi. Chết với 3. Bây giờ còn ai bà? Bây giờ còn có mỗi hai cô con gái thì ở trong Nam. Chị Kính với chị Dân. Ừ đấy, còn cái chị Kính với chị Dân thôi. Cái ông Thăng thì ông ấy đi đám ma ông chú. Thế mà ông ấy bị ung thư đầu. Thế là phải cái đám ma ngay về lên cơn luôn. Không đưa được. Ông chú ngay sang ông chú là có cái hơi đám ma cái là không về không cứu được. Về sau người ta mổ cho này nó trồi chỗ này ra như cái trứng. Thế là chết thì nó tụt xuống. Bà ơi, sau khi mà nhà mình ông bị như thế rồi ấy, thì sau này chính quyền thì có xin lỗi, có đền bù. Có đền và bù. Cái đối xử về sau này. Đền bù là người ta gọi tận là trong tỉnh là đền bù, chứ ta không đền bù ở đây. Vì làng đi hết thì các người chung quanh chân mới đến thì chẳng hiểu thế nào cả. Tức là những người đến đây ở là đều là ngụ cư hết. Ngụ cư đâu? Làng mình là đi hết. Đi hết không có một ai. Con thấy nhà bà Võ vẫn ở đấy. Bà Võ thì ấy ở Hải Phòng về. Ở đây thì bị mất 2 người, ông Hà thì cũng ra ở Hải Phòng thì cũng chết, về nó cũng tối cho cũng chết. Thế là cái ông Hà thì ông ấy không phải trắng chói, ông bán ông đường ra chỗ phố cao cái gì là bán dày sau lưng ông ấy rồi ngủ không thôi. Thế đằng này thì giam 4 tháng 3 ngày thì cứ vô tư không nhận một tội gì thì nó cho là. Thế xong là nó tốt rồi, cái thằng ấy nó ngoan cố, nó không nhận tội. Nhưng mà tôi sẽ bảo thì phải đổ tội cho các cha. Thế mà không các cha chẳng có tội gì mà tôi đổ cho các cha. Thì các ông để tôi sống thì tôi sống, mà không để tôi chết thì tôi cũng xin phong tôi biết luôn. Thế mà lúc chết không có một tội gì, không nhận tội gì hết. Thế xong người ta cứ bảo, thầy dọa người ta bảo rằng thì là không nhận tội mới bị ngoan cố. Thế xong là không biết, ta lại bảo rằng thế thì cái thằng này nó gan thì nó ngoan cố thì nó không nhận tội. Thế đấy thì các nơi nó có biết mình là ai đâu, đi làng đi hết rồi. Thế là bắt đầu mai đi thì là sáng tối hôm nay tất cả nhà nào nhà ấy đập phá, mới đốt cho cha lên tiếng.
cho mà không 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 ai được đốt phá. Còn cái gì thóc lúa bao nhiêu tất cả kim lại trong để cho người khác người ta ăn, mà hai chính phủ ai sao chính phủ thì nào thì sao, thế là bây giờ dập đi hết. Không, đang đốt đúng đúng tất cả nhà nào cũng đốt, đem quần ra báo đây cho sân chúng đốt xong đốt đốt cả nhà. Thế là cha lên tiếng cha bảo rằng hai chính phủ ai theo chính phủ nào thì theo, chứ không được. Tức là ha, thế hội kèn nó bảo nó tấn tấn rơm vào nhà sứ gia nó đốt cho không được, cái hội kèn Tây ấy dạ. Đem đi hết dạ. Đấy nó như thế đấy. Thế tại sao làng mình lại đi hết vậy hả bà? Giê-xu thì một làng thì cái Tề, một làng thì gì thì Việt Minh cứ ở bên Trần Xá cứ gọi loa sang suốt hàng ngày chẳng thì theo. Nhưng mà người ta bảo rằng thì người ta bảo rằng ở đây thì mất đạo. À, người ta bảo đây mất đạo. Thế con nghe ngày xưa nói là có chuyện nói là Chúa đi vào Nam thì có phải thế không bà? Thì bảo rằng thì đi giờ mà ở nhà mới Việt Minh thì là không có đạo, người ta cấm đạo. À. Thì là đi theo tất cả làng nào có đạo đi hết. Làng nào có đạo đi hết mà, chứ còn những người nào mà đi thấy làng đi hết thì là đi làm xa thì về. Thì bà làng đi hết thì người ta bảo ông Tây, ông Tết thì tàu ông sang. Thế ông cụ Lục nhà này là ông bố đấy, ông của thì ra Hải Dương, bảo rằng có bà chị dâu chết thì ra Hải Dương. Nhưng mà ta bảo rằng thì thế chúng tôi đi ra tàu đã đến chưa? Xong ông cụ bảo chẳng có ai, thế là cái bà con gái là bà Son đấy. Bà bảo ông đi về mong tối là nó bắt ông đi, về thế sáng sớm là phải về luôn, đi xe về luôn không bắt. Thế thì nhưng mà cũng chết ở Cúc mất 4 người, nắng quá chết 4 người. Thế còn ông chủ là ông anh ấy, nhưng mà cũng tiếc chắc chắn con trâu nắng quá đi ra những cái cây đa thì là rời dấu con trâu thả ra đấy gì cõng đấy cháu. Tức là dắt con trâu đi. Dắt con trâu đi. Thì không, tiếc là dắt đi. Dắt đi rồi. Mà vai vươn cống cháu. Vâng. Đấy. Xong rồi sau là bỏ con trâu lại, cống cháu đi. Đấy, cống cháu đi. Là, thế là ra đến ngoài ấy thì một chị dâu thì cũng chết ở đấy. Vâng. Với một bà mụ. Một thế là chết với 5 người. Thì chôn ngay ở đấy. Thế nhưng mà ở đây bốc về. Thì bà chị dâu thì cũng bốc về rồi. Thế còn là cái cô Hào. Còn cô Hào với nhà mụ thì không có người, không bốc nữa thì ra Hải Dương một tháng thì là lên tàu đi thì người ta bảo rằng cái làng cao vào cái tàu há mồm nó đắm chết sạch rồi. Thế có phải thế không bà? Có phải đâu. Rồi cái tàu há mồm nó vào nó về Hải Dương cái đó, nhưng mà ở Hải Dương một tháng thì cũng không đói khát thì chết, thì thổi nấu ăn với nhau thì ở một tháng cơ. Thế là cái tàu nó vào riêng nó đi sờ là nó mới tung về nhà rằng thì là vào cái tàu há mồm nó ra biển, há mồm nó đắm chết hết. Bà cho con hỏi đấy, thì sau đấy thì nhà mình ở lại ấy thì bà có bị cấm theo đạo không? Việt không. Minh người ta có cấm không? À cũng có đi. Thế mà nếu mà lớn ý đấy, thế dụ là lấy đi giờ là như thì là bỏ cái quần áo và cái giỏ xong rồi nó bắt cua bắt cái xong rồi đi bộ ra tận. Bà phải ngồi xịch ra mới vào hình, bà cứ sấn một thế. Con là nó vào hình đẹp đấy, bà phải ngồi thế nó mới đẹp. Thế là cứ bỏ cái quần áo và cái giỏ xong rồi thì xách đi thì bảo rằng thì đi bắt cua. Thế mà đi vào trong đâu qua lễ cũng đi. Đâu cũng thế cũng đi, nhưng mà đọc ăn mặc vớ vẩn xong thì là xách giỏ đi thì. Thế còn nhà thờ mình thì không có lễ à? Không có lễ. Nó bỏ tất cả ra, nó còn nó tập trung, nó tập trung gạt thái, nó cho thóc ở đấy rồi còn đâu. Có một thời gian. Thế lâu không ạ? Lâu. Thế xong thì là về sau thì nhà nước cũng tham gia là như thế là ảnh hưởng là thì ảnh hưởng đồng bào đi là ảnh hưởng là cấm đạo. Thế bà có nhớ là khoảng bao lâu thì là mình lại được đạo lại bình thường không? Cũng lâu lâu đi. Cũng lâu lâu đi. Mấy năm bà? Cũng đến 2-3 năm. Thế ạ? Tức là cũng bị cấm mất 2-3 năm. 2-3 năm. Thế sau đấy thì là lại quay lại bình thường? Không, quay lại cũng nhạt nhẽo, nhà thờ nó đổ thóc. Thóc cả thái tập trung ý. Nhưng ở mà bây giờ thì
nếu mà không có ông Nguyễn Văn Ninh nhị thì ta bảo ông không, giờ ta ca người ông lắm, người ông chia ruộng cho chứ không có chết đói hết, đi cả một năm mà không được hạt thóc nào chia, đói lắm. Tại mình làm không nên hồn, làm hợp tác xã lòng lười. Không phải, độc đi mò cua mới gì chứ có ông không làm. Vâng, đấy, thế lười. Thế là cứ làm một lũ này thì ai được ai lấy con ốc con nhái thì lần lượt, năm nay tôi lấy, mai cô lấy. Thì là đem về là luộc lên xong thì là... Thì con là... con hỏi bà thêm cái này. Tức là khi mà mình chuẩn bị đi ấy, bà con mới dồn hết lại quần áo, thóc, lúa, nhà cửa đều đốt đúng không? Vâng. Và cha khi đấy là cha không đồng ý. Không, cha không đồng ý. Bằng cái tầm này là cha nên cho phát thanh nhà cửa. À, thế là cha phát thanh là không được đốt. Không được đốt, không được phát. Nếu ai còn nhiều thóc thì có người ta có thóc thì còn ghim mình ra đấy cơ. À, thế là người ta chán ta đi, ta bỏ thôi. Cha bảo rằng tất cả lương thực bây giờ là tề thì tích thóc. Dạ. Không ai được ra nước ngoài. Ừ. Thì Việt Minh cứ kêu ở ngoài thôi, cứ kêu ở ngoài rằng về đi về với chính phủ. Dạ, tức là làng mình là làng tề. Làng tề. Dạ. Thế ở bên Trần Xá thì nó cũng gọi rằng thì là bên Việt Minh cũng gọi rằng thì là đi về với chính phủ. Nên là thế là thì cứ bây giờ còn cha thông, cũng có cha nhưng mà cũng có đợt rằng thì nó vào làng nó cũng thì là lính chạy tất cả nhà ngũ. Dạ. Thì bây giờ nó Việt Minh cũng chết, mình cũng chết. Dạ. Những các cụ mà coi cái nhà ở cuối thở ấy, mà cành mà gác ấy thì chết, có khi chết cả hai bố con không cũng chết. Sao mà chết hả bà? Hai bên gì bên Việt Minh nó vào trong nhà rồi thì mình ông các cụ đi gác thì nó bắn. À, bắn nhau hai bên bắn nhau, tức là Tề với Việt Minh bắn nhau. Ừ. Vâng, con hiểu rồi. Con hiểu là như vậy là bên kia là Trần Xá. Ừ. Bên Trần Xá thì là bên Trần Xá thì bên thì là Việt Minh. Việt Minh vẫn gọi sang bên đây. Vâng, còn bên này Cao Xá thì là Tề. Tề đặc biệt ý. Tề đặc biệt đấy. Vâng. Không cống đóng của bên này cũng nhâm ra. À. Không cày cấy gì hết. Là làng chiến đấu đấy. Cày cấy không gì hết, tích thóc ở trong nhà. Đấy, tích thóc. Mà... Đi lắm thóc gạo lắm. Rồi ông Trùng Đà là ông cụ nhà tôi ấy mà được một cái nhà thờ mà mấy nghìn thùng thóc cơ. Mấy nghìn thùng thóc nhưng mà được chia hỏa lực cho ân thi với các nơi chứ mình đây chẳng được cái gì hết. Thế bên này còn ba đống rơm thóc bông mà để đến tháng 3 mà cho người ta đói, người ta chờ, người ta chục ăn đấy. Dạ. Là bây giờ chỉ phơi con đồng kỹ đấy, như cái mùa này. Dạ. mùa là phơi kỹ đấy xong về cứ dắt đánh đống. Thế là đến cái lúc mà đói ấy, thì người ta đến người ta làm lúc thì là người ta ăn. Dạ. Thế mà đi bỏ mấy thì thùng thóc ở cái nhà xứ là một cái nhà năm gian là cái nhà họ đấy, cái nhà nghe là thờ họ ấy. Dạ. Ừ. Đấy, có câu chuyện của bà thì con mới biết được chứ không thì lại chả biết. Thì biết làm sao được. Bà ơi, thì cái ngày cải cách ruộng đất thì ở mình có bị chết nhiều không? Cải cách ruộng đất đấy à? Vâng, lên quy lên địa chủ ấy. Ít lắm. À. Chỉ có ông Tránh Huệ này, ông Tránh Huệ thì ông ấy có 2,5 sào ruộng mà cũng lên địa chủ. À. Thế xong thì là bắt ông đi thì là ông ấy chết xuống tù. Thì cái hôm con cháu đi thì đi đến cái chỗ mà tù chôn tù ấy thì có mộ rồi thì bảo nhau đi hót về hót trộm. Con trai không có, có vài đứa con gái thôi mà cũng già rồi mà có 2,5 sào ruộng của bà ta địa chủ. Thế rồi sau có được cải oan không bà? Mới sao cải oan thì ăn thua gì, nó chia hết rồi, nó cả cái ấm cả cái chén này nó đến chia thì bài tức bài không làm gì thì bài chết, bà không chết là chồng bắt rồi. Thế bài cứ ơi chính phủ ơi, thế xong này những cái ông cán bộ mà mày nói gì thế? Thì bảo ôi chính phủ ơi, chính phủ nào, chính phủ lột cả bánh cho tôi. Thì mà dân cũng đều mặc ba cái quần nó bắt lột, nó vào quần của nông dân. Thì cái bài đánh đá cơ mà không cần. Thì chồng bắt rồi, còn lại con không có, có 2 đứa con gái vào Nam. Cái làng Trần Xá với làng mình cách nhau có xa không bà? Liên đây đấy, liên đường. Có phải chỗ Từa không? Thì đấy, phố Từa đấy, nhưng mà ở trong làng thì hai nhà chữ liền nhau. Bên ấy cũng làng đạo à? Đạo. Bây giờ là vừa cũng có cái nhà thờ đấy gì? Có nhà thờ nhưng mà lễ nửa đêm này là ở bên ấy. À, hôm nay là bên ấy nửa đêm? Không, nay mai lấy cho sinh ra thì chưa đến. Dạ. Nên tuần sau này cơ. Ừ. Thì là lễ nửa đêm thì cha để cho lễ cho bên đây thì có cái tuần trầu thì cũng cũng
cũng trang trí nhiều lắm, cũng tốn lắm. Thế xong hôm nay lại ăn 80 mâm. À. Ăn 80 mâm trong nhà sứ. Ăn lúc sáng rồi ấy hả? Ăn trưa. À, ăn trưa. Ăn trưa đấy. Thì chầu xong thì là nghỉ trưa mà. Dạ. Thì là và 20 cha về. Dạ. Ồ, 20 cha về. Thì độc cha mới đỗ. Được ra mấy đỗ hôm nay. Con cha này cha thông minh lắm. Yeah. Cha dưới quyền đức cha cơ. Yeah. Cha đang ở đây này. Yeah. Cha mở mang tờ lắm mà cha. Đấy cha là bể hôm nay đấy, cha khéo lắm. Nhưng mà cha có hướng dẫn được bà con trong cuộc sống này phát triển kinh tế rồi. Yeah, rồi. Nói suốt. Thế ạ. Ừ. Đúng, bày cho bà con biết bày cách làm ăn. Bày được cái nhà ăn mà giảng giỏi lắm. Dạ. Ừ. Thế giảng giỏi thì có giảng cho dân kính Chúa yêu nước không? Đấy thì kính Chúa yêu nước chỉ có về đạo thôi. Dạ. Thế nhưng mà tất cả cầu xin là cầu cho cả lương thần giáo. À. Không cha bà không phân biệt. Dạ. Con đi Chúa dạy tất. Dạ. Nhưng mà người ta đi con đường lạc thì cầu cho người ta. Ừ. Thế mà nếu mà ai mà khuyến rũ được cái người nào bên lương mà đi đạo thì cha quý lắm. Ừ. Thì rửa tội nhiều lắm. Ừ. Xong lấy nhau đi, nó lấy nhau nó cũng có đạo. Dạ. Nó theo đạo. Dạ. Ừ. Theo đạo nhiều lắm chứ không có nó không mà bây giờ cha này về cha làm sáng suốt lắm. Cha mở mang ác lắm cho người xứ đấy. Giờ cha đang xây nhà giáo lý đấy. Bây giờ cho ở cái sân nhà cha muốn quay bốn cái mặt này, bốn mặt nhà vào nhằm vào với nhau, bây giờ được ba mặt rồi, còn cái nhà ở đầu thờ là nay mai cha lại quay mặt vào thì là tất cả bốn cái nhà quay mặt vào cái sân đá bóng ấy. Thì tiền đấy thì lấy đâu ạ? Không biết, cha cứ quyên góp. Mình có giáo dân có góp ở đấy không? Có, cũng ở đây hôm nay cho nó trả nhà thờ ở đây thì cả ta thằng đáng chứ, người 500, người 1 triệu. Nhưng con thấy là làng mình cũng đâu có giàu lắm. Không giàu thì không giàu, chẳng ai giàu chứ. Nhưng mà người ta đi làm ăn mới đi về, những người ta đi làm ăn thì người ta đi nước ngoài. Ừ. Thì người ta về thì giờ ta ra cái nhà phố thở thì bây giờ nguyên ở phố là có một ông thánh quan tài. Yeah. Thế thì ra lại rất ở phố về. Yeah. Thì là thanh niên là cha mua chuộc được hết. Ừ. Ừ, chuộc được hết. Ờ, bà ơi, thế cái ngày xưa mà mình đi vào Nam ấy, đi vào trong đi theo Chúa vào Nam ấy, thì sau đấy thì những người đấy sau 75 thì khi thống nhất ấy, thì họ có về làng không, hay họ vẫn ở trong đấy, hay họ đi đâu hả bà? Họ vẫn ở nguyên một cái làng Tây Ninh. Dạ, làng Cao Xá ở Tây Ninh. Làng Cao Xá Tây Ninh đấy. Ừ. Thế mà ở đây ta cũng vào nhiều lắm, bây giờ bà con à, dạ. tôi vào 2-3 lần. À thế ạ. À? Tôi vào mấy lần đi. Lúc nào con xin bà cái địa chỉ tới qua con vào con thăm thêm nhà mình còn ai mà. Chẳng còn ai chết, có bà con gái ông cụ thì chết cả rồi. Ừ. Giờ con trai cũng chết rồi. Ừ. Thế giờ chỉ còn có muốn anh con trai út mới thì cô con mới cô con gái nữa thôi. Ừ. Thì còn có cái hoa ai gì. Đi nước ngoài không bà? Đi nước ngoài không? Không ạ. À? Không phải đi nước ngoài. Chỉ có cái con rể bà Son đấy, thì cái con gái này, cái Phấn đấy nó chết rồi, thì con rể bây giờ nó lại lấy vợ khác, thì nó đi nước ngoài. Ừ. Thì nó đi ngoài nó thông minh lắm, nó dạy những người lái máy bay. Thế cơ? Ừ. Nó dạy người lái máy bay. Bây giờ bà sống thế nào hả bà? Ừ. Bây giờ bà sống thế nào? Thì sống thì hai mẹ con ở với nhau thì thôi, thì sống chết thì ở với nhau thì làm nào được. Bây giờ hai mẹ con ở với nhau đều cùng già cả rồi thì thu nhập như thế nào? Tháng thu nhập như thế nào? Bây giờ thì ruộng cấy thì cho người ta giả thóc. Dạ. Thế giờ thì ngày xưa người ta giả còn được ít thóc gì, giờ ta mua hạ lắm rồi cho không người lấy, nhưng mà cái ruộng nào mà tốt mà cấy thuận lợi thì ta vẫn giả thóc. Giả thóc ăn với thì nhà rộng, cây cối nhiều. Thì cái nhà ngang phá đi rồi. Thì nó, thằng nhất nó về nó xây cho mấy gian thì đầy đủ ở trong nhà, gió bão rồi cũng các thứ thổi nấu hay là đi đồng đi giải thì cứ đóng cửa đi, cứ trong nhà tất. Tức là nhà cửa là tốt rồi. Thế nhà cửa thì gọn lắm rồi. Vâng. Thế hàng ngày mà sinh hoạt ăn uống ấy thì tiền ở đâu? Tiền thì cây cối mình thì tiền lương, tôi cũng có lương. À thế à? Ừ, có lương người già. À, lương già chính phủ cho ấy hả? Ừ, lương hàng tháng. Nhưng mà bác Thăng này thì 80 là cũng có lương. Dạ. Người ta đang bảo 75 cũng có lương. Dạ. Thế mà lương 75 thì nó chỉ có 180 thôi, mới là 270 thôi. Dạ. Thế mà lương của tôi nó cao. Lương của bà được bao nhiêu rồi? Lương của tôi từ ngày tới 90 là đến 95 rồi. Thì lương được
500 tư 500 tư một tháng. Nhưng mà gì thuốc men với lại các thứ thì cũng hòm hòm. Vâng, thế là thóc thì là người ta cấy ruộng người ta giả cho là có gạo ăn. Có gạo ăn rồi, gạo rồi thóc thì không lo. Người cao tuổi là được chính phủ cho tiền. Đấy, là lương tháng. Dạ. Đấy mới lên đường hôm qua. Dạ. Thế lương đấy thì là cũng được cái tí tiền thuốc. Tiền thuốc đấy, vâng. Thuốc mới thì giờ thì không gì thì mua sữa. Dạ. Có ăn được cái gì đâu. Giờ của cái họng là ăn thịt nạc cũng không nuốt được. À. Nó khô. Bây giờ chỉ có ăn dẻo thôi, ăn dẻo mới này, có bát nước chan thì là ăn vào thì nuốt chửng, răng đau, đi khám bệnh nó bảo nó không đổ cho người già đau lắm, người già răng không nhai được cái gì rắn, thế cho nên là không nhai được cái gì rắn cho nên là nó, thế sao mà về tối có được không? Dạ được ạ, thế, dạ. Lái xe được, dạ. Giỏi gì? Chú lái xe được có chết, có hai mẹ con dám đi ô tô rồi chụp ảnh thì không chết thì. Thì cho đến bây giờ thì bà thấy giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất? Khó khăn thì bây giờ già có nào là anh thấy, nhưng mà cái giai đoạn có lương này thì sướng nhất, chứ còn trước thì trước thì nó không có tiền, không có tiền thì khổ. Thế là bây giờ các cháu nó cũng có tiền cả, giờ ba cháu nội nó ở phố. Các cháu nó có biếu bà được đồng nào không? Không, nó cho mua thức ăn thì các thứ nó cũng cho vậy đấy. Thì giờ bây giờ người ta thấy tôi yếu là một gì đó, cho là cái hộ nghèo người ta cắt làm đôi. Thì người ta cho cả tiền điện. À. Thế cho cả tiền điện. Thì một năm thì được 600. Thế là nếu là mỗi một tháng là đâu đừng chụp kia, bây giờ nó cho tiền điện, nó ra lấy tiền điện, nhưng mà nó bảo năm nay thôi rồi, nó cho năm ngoái thôi, năm nay không cho nữa. cho từng ý tiền, còn bà dùng vượt thì bà phải tự đóng. Đúng không? Đấy, mỗi tháng thì bây giờ là được 500. Thế còn những ngày Tết ngày lễ các thứ ấy, thì chắc chính quyền người ta cũng có quà chứ bà nhỉ? Chỉ có cao tuổi mới có quà. Vâng. Như chúng tôi là có quà, vâng. Nhưng còn cái người 80 với 85 thì không có quà. À, 90 trở lên mới có quà. Bây giờ tuổi 90 như bà thì ở làng mình ấy còn đông không? Có nhiều không? Mỗi mình. Còn mỗi mình? Có một bà là 93 thôi, chỉ 93 thì cứ 95 mới được. Nó 95 với 90 chẵn thì mới được. Thế 93 với 94 cũng không được. Thế là như thế. Như là bác Thăng này mà 75 thì cũng có. Thế mà nếu mà 73, 74 thì thôi cứ im. Thế nó cứ thế đấy. Thế thì cái làng này thì bây giờ chỉ còn có tôi mới, bà Thiện bên Tửa ấy, là bà ấy 93. Thì bà cũng mới gã què, hôm nay cũng thấy bà đi lễ. Có thế thôi chứ còn chỉ 85 với 90 thì ít lắm, cũng có vài người thôi. Thế thôi. Nên cha thì người ta cứ quát ra, ta bắt quát sang chung quanh lũy là đào đất lâm thế này mà nó còn bắn sang. Tức là mình đắp lũy ấy. Mình đắp lũy đấy, đắp lũy. Là làng tề mà. Làng tề phải đắp lũy. Thế ở dưới thì sông, ngoài. Thế mà nó cũng vào được. Du kích ấy hả? Du kích ấy. Vào đánh đàn xong thì những người coi trước cửa nhà trai chết vội còn gì. Dạ. Lính ấy. Đấy. Ông Bình Minh ông ghê lắm. Con này hỏi bà thêm một cái là cái địa chủ là bà nói ở làng mình là rất ít đúng không? Ít lắm. Vâng, thế ở cái vùng quanh mình thì có nhiều không? Vùng quanh mình thì ở bên thượng thì cũng có, chẳng có tội lỗi, nhưng mà giàu quá thì cũng nó đem địa chủ đấy. Nó địa chủ nó đem ra phố cao nó bán thịt. Nó đọc các tối đấy, nó đọc các tội. Thì bây giờ nhà tôi hạn thời gian, nhà tôi chỉ lúc đi từ lúc quân đội cải cách đi thì mới đến nhà tôi thôi. Thế còn địa chủ thì ở bên thượng thì cũng bán hai người, đem phố cao nó bán trong xã mình. Xã mình có bao nhiêu thôn, bao nhiêu cái làng? Ba thôn. Có ba thôn. Hai thôn đạo, một thôn lương. Dạ. Thì hai cái người là thôn lương. À, hai người bị bắn là thôn lương. Hai người, ở bên đạo cũng hai người. Nhà... Bây giờ xã mình có ba thôn. Thì ba tổng thôn. Tổng cộng là có bốn người bị bắn. Bốn người, vâng. Có bốn người thì hai người, giàu quá có hai người thì nó bảo rằng thì dạ. Nó vu khống cho. Dạ. Tức là hai người thì là tội là địa chủ. Địa chủ. Còn hai người thì là tội gián điệp. Nôm na là như thế. Đấy là như thế. Vâng. Thế còn tình hình chung ở huyện thì bà có biết không? Các xã khác ấy. Không biết được. Vâng. Không biết được. Thế có nghe không? Có nghe không? Nhưng mà ở trong Hoàng Tranh thì cũng có một bà.
làng tranh thì làng tranh làng 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 tranh làng làng tranh thì khác làng tranh về làng về xã An Thiên chứ cái chứ còn nguyên xã này chỉ có thế thôi. Có đi xem tố bao giờ không? Giờ nhà tôi nhà cho chết thì rồi tôi còn mọn tôi không đi. Họ bảo đi à? Họ mời đi. Họ bắt phải đi. Bắt phải đi. Thế ông cụ có đi, ông cụ đi có đi. Cái lúc bạn Đàm nó cho ngồi đấy thì ông cụ đi qua thì thầy hay thầy ngày hôm nay thì con chết cũng biết thế. Ngày hôm nay thì con chết thì thôi thì con vài có vài đi cháu thì thầy mua nuôi cho con. Thế cho là nó dậy đi. Nó không cho bố nói câu nào chứ gì. Ông cụ về nằm xuống cái giường thì bảo rằng nó tố ác lắm, một là chết, hai là đi tù. Thì tôi tuổi già tuổi mới đi, mới đẻ nó có 2 tháng. Bây giờ thì bà thấy thế nào, cuộc sống bây giờ bà thấy thế nào? Cuộc sống bây giờ thì thôi, bây giờ thì mình chẳng làm chẳng vất vả chứ thì có trong nó nhà mới thì có đồng tiền nào thì đi lên tháng đi lĩnh thế thôi. Thì nhưng tôi bảo bây giờ còn muốn sống nữa cơ, giờ sướng rồi, khổ bao nhiêu rồi, nhếch nhác lắm rồi, khổ rồi, thì bây giờ muốn sống nhưng mà Chúa không cho sống thì cũng chết. Những cái tuổi này thì chết thì sống không bao giờ được, thì cũng yếu lắm rồi, sang năm yếu lắm rồi. Thế là 9 mấy rồi hả bà? Năm nay sang năm là 96. Là 96 rồi, nhưng bây giờ sướng rồi, cho nên vẫn muốn sống nữa. Làm thế trăm muốn cũng trả được, muốn cũng trả được. Không, làm trăm cho nó làm nó sao được. Nay ốm mai ốm, bà cứ phấn khởi lên là trăm đấy. Thế gì chúa nhà sống ngày nào cứ sống bám vào Chúa. Dạ. Thì cứ cũng ốm đau nhưng mà bây giờ nó lệt nửa người đây này, trên cái tay này có cầm được cái gì đâu. Dạ. Nó xuống đến chân này rồi mà. Dạ. Nửa này nó đau nó liệt thế bà, này vậy bà ơi. Bà cho con hỏi như này, tức là kết cục thì câu chuyện mà Chúa đi vào Nam ấy là không phải đúng không bà? Không, làm gì có chuyện đấy đúng không? Không có Chúa là vào Nam, tôi bảo theo Chúa. Dạ. Theo Chúa mà nếu ở nhà thì mất đạo. À. Thế mày là đốt phá đi, không để cho ai ở đây chứ thì cha đốt nhà nào cũng cháy đùng đùng. Như cha lên loa bằng tầm này là cha lên loa cho hai chính phủ, ai có thóc đũa không được phép đốt. Thế niêm phong vào, mình không ăn, người khác ăn của lương thực. Thế là ông bác đi để lại mấy nghìn thùng thóc còn gì, tức là không được đốt, không được đốt, không được phá nhà, không được phá làng. Thế hội kèn nó bảo cha đi chúng con tấn dương mà chúng con đốt nhà sứ, cha bảo không được. Chứ con đốt làng hết thì ôi giời ơi, xóm cho tôi đốt cháy đúng đùng kìa. Nhưng mà mới đốt quần áo thôi. Đốt áo giữa sân này. Người để xóa sân, mai mới đi nhặt cúc. Mới đốt cháy thì còn cúc nó chặt ra. Thế chú đấy, tôi cũng khổ lắm, nhìn nhộn lắm. Ôi giời, làng đi xong thì rồi mọ nó đến, mũi rát nó đến nữa đốt chết người. Không còn ai chứ. Bây giờ thì chỉ có đèn thôi, có cái đèn nhô lên thì bảo nó đốt. Tàn hoàng. Nhỉ? Tàn hoàng lắm. Thế là việc Chúa đi Nam là không đúng rồi. Không đúng. Vâng, không đúng. Thế và sau này thì bà có thấy, có bao giờ bà ân hận là mình đã ở lại không? Thế xong thì chồng con chết thì chả hận thì sao? Thế xong thì đi thờ đi lễ thì phải bỏ quần áo vào cái giỏ và đi ra đồng bắt cua. Lễ Chúa Giêsu lên giời thì ra sạt cơ đi bộ 30 mấy cây số. Thế xong, bà có xong rồi như thế thì bà, sau khi mà chính phủ người ta xin lỗi rồi, người ta mời lên để nhận cái hỗ trợ gọi là bồi thường động viên ấy, thì xong bà có cảm thấy nguôi ngoai không? Nó ra cái nhà nó chia cho hai người. Thế nhưng mà hai người trở đến thì là xuống Phú Nông thì châu bò nó bắt bà, nó hết lợn gà nó bắt hết rồi. Bà Phú Nông thì bảo tồn cho Phú Nông, nhưng mà nó đem mày ăn đi con châu đi, nó thấy mình xuống Phú Nông nó đánh nhá, ngoài Hải Dương cái nó bắt cho nó, bảo nó lội nó dắt qua sông lũ què nó chết rồi, nó có giả đâu. Thế còn... chỉ có nhà nước thì bồi thường nghĩ nào giả. Vâng, thì nhà nước tức là những cái đồ của mình ấy. Ừ. Thì là người ta không giả lại. Không, những người họ lấy là họ giấu đi. Không, nhà thì chưa ai ở hết. Vâng. Thế nhưng mà con trâu con bò lợn gà thì nó săn 3-4 con lợn xè, nó săn nó đem đi hết, mới thì trâu bò nó nhắt hết, thì nó bảo rằng địa chủ thì là cuốn rồi cuốn lông lên, nó đem nó nuôi, nó sợ đừng cho ăn, nó muốn gì thế này làm hại nó chết. Thế bây giờ mà lại con gì nó chết là mình bỏ mẹ nó đổ tội cho mình.
Thế thì cho nó lấy thì cũng được, không sao chứ. Còn quần áo với nhà cửa thì hai người đấy chưa có lệnh vào thì xuống Phú Long. Tức là chưa có lệnh vào thì sau này sửa sai luôn sau đấy một tiếng. Vâng. Cho nên là không được vào nữa. Không được vào nữa. Thế còn... Nó chia cho hai người rồi. Vâng, chia rồi nhưng mà hai người chưa vào cho chưa nên vào. Là nhà mình vẫn là còn nguyên. Vẫn còn nguyên. Thế còn cái nhà cũ, giờ thì nhà cháu về xây lên nhà mới rồi. Dạ, thế nhà nước thì là họ ấy cho mình được nhiều tiền không bà? Ông cụ đi, bây giờ có cái tiền vạn ấy mà. Bây giờ nó có cái tiền vạn ấy, nhiều lắm. Tiêu cái tiền đi tiêu vạn đi tiêu triệu thì nó hồi một năm thế này mà. Thế mà chẳng biết rằng nó đưa nó đền bù cho ông cụ mấy vạn thì có biết đâu. Bây giờ là Giê-xu nó người đấy như là cái người mất không còn có tí trí khôn nào mà không còn tí trí khôn nào. Thế sau đấy thì trong nhiều năm về sau này thì bà có oán hận chính quyền không? Giê-xu oán hận thì mình đi đạo mình oán hận cũng không được, phải làm lành với người ta cơ. Còn người ta làm hại mình người ta cũng muốn tránh. Thế còn sau này thì mình có cái cuộc kháng chiến chống Mỹ rồi chia cắt hai miền ấy, thì có bao giờ bà nghĩ đến chuyện là bà muốn cho bên nhà mình thua không? Giê-xu chẳng nghĩ gì, mất hết trí khôn, chẳng có nhớ gì mà chẳng muốn ra. Mình thoát rồi thì cứ biết mình đâu, chỉ biết làm ăn thì còn chẳng quen thuộc ai chứ, thì nó không lắm chuyện. Như quan thuộc ai thì nói lành nó bành giữ thì nó đi hết làng mình làng đạo thì nó đi hết rồi. Còn đồng những kẻ thù mà đồng kẻ thù đấy, nhưng mà các cái kẻ thù ấy, nó đến làng này nó lại đi hết rồi, nó lại cái loạt mới đến, con cháu nó đến rồi thì người ta cũng tốt lắm. Bây giờ thì ta cũng an hòa, đạo cũng như lương, người ta ngoan lắm, chứ ta không lộn xộn như cái mới bắt đầu. Bây giờ tao xây cửa xây nhà đầy đủ, tao ở vĩnh viễn rồi. Thì trước này thì ra đến tạm ở thì nhà mình bây giờ nhảy danh nhảy vách nát chứ mà. Dạ. Bây giờ thì... báo thấy làng xóm của mình thì bây giờ nó khác xưa không bà? Khác xa. Về có ai mà nhận đất nhận nhà chỉ có nhớ thì, chứ còn nhà thì không nhận được nữa. Tiến bộ nhiều đúng không bà? Ừ, tiến bộ nhiều lắm rồi. Dạ. Tiến bộ lắm rồi. Là sướng hơn ngày xưa đúng không bà? Sướng lắm rồi. Dạ. Giờ như tuổi tôi là sướng rồi. Dạ. Cái tuổi 90, 80 xuống. Chứ còn cái tuổi giờ còn như bác thằng bây giờ thì 80 với 75 thì đàn ta làm mà 75 thì cũng cho lương. Chứ đợi đến 80 chết vợ. Thì cũng được, bây giờ thì nó lên mức rồi. Chứ không nói dạo nọ chỉ có 180, giờ được 270 rồi. Thì thêm chín chục nữa. Với cái mức sống ở quê là cái lương đấy là theo bà là cũng là được à? Đấy thì thuốc men với các thứ thì được. Thế xong mình mua cái gì thì ở nhà thương không mất tiền. À mình lại còn đi, nếu mà mình đi khám bệnh là không mất tiền. Mua cái gì, mua cái bảo hiểm đấy thì mất tiền. Thế bảo hiểm của bà là cũng là mình bỏ tiền ra mua hay nhà nước ta mua cho? Mình bỏ tiền ra mua. Thế nhiều không hả bà? Một năm là nhiều không? Nó mà một cái bảo hiểm mà nó bán cho mấy năm ấy thì là nó trả đáng bao nhiêu? 5 năm. Trả đáng bao nhiêu? Vâng. Là bao nhiêu bà có nhớ không? Nhớ thì cũng có nhớ nhưng mà quyền nó không đáng bao nhiêu hết đâu. Chỉ đáng 560 thôi. 560 mà trong 5 năm. Đúng. Thế mà bây giờ cứ ốm đau đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì là người ta khám thì là người ta miễn phí cho bao nhiêu đấy. Có bảo hiểm ta miễn phí cho, thì nặng bệnh nặng mà nhiều nhiều thuốc ấy thì người ta miễn phí cho một phần hai phần, miễn phí cho chứ được cả. Nhưng như thế là theo bà là có được không? Được, tuy nhiên hôm nọ tôi đi khẩn cấp mà tôi cảm ơn nhà thờ tôi đi thì đi ba nhà thương cũng trả được. Cái thằng cháu nhất nó bảo rằng thì thôi mà bà cô cứ về nhà nhà con thì mai con đưa thẳng đến Hà Nội. Thế là nó mới đi khám bệnh thì bây giờ thì ở đau chỗ này thì người ta khám thì bảo rằng thì đau chỗ này thì đau bên đây mới là sỏi. Thế đau bên đây thì cái sỏi nó non thì kệ đấy, tôi cũng bảo là ngày xưa tự nhiên tôi đáy là hai cái hòn sỏi, nó như là hai hòn sỏi ké ấy, tôi đáy chảy máu nó thật. Thế mà bây giờ không cần phải đi khám nữa thì bà gan ruột bà thì bình tĩnh không sao. Thế còn thì thế là nó cũng bán cho 1 triệu bọc thuốc thì nó bà nằm xương bà, bây giờ thì bác sĩ bảo nó nằm ở đây tôi cũng chẳng có ai mà giờ cháu tôi giờ nó lo được cái xe nó lăn đi hỏng nào nó đến mà giờ bảo tôi nằm rồi thì chẳng có ai hầu tôi thì ai nằm được. Thế thì nó nói mẹ mà cho miễn phí. Nhưng mà vì nguyên tiền thuốc là hết 1 triệu. Thế là về là chị cơm nước à? Bác chị nấu.
Thì cứ, hai người con nấu ở trong nhà ấy mà. Nhà cháu đây cứ nấu trong nhà, giờ tiện nghi đầy đủ. Sướng lắm ạ. Cho cháu là đầy đủ. Giờ là nhà đúng không? Vâng, bây giờ nhà chứ. Không cày cấy. Nấu bằng bếp gì? Bếp ga. Bếp ga. Vâng. Đầy đủ thật. Tiện nghi cháu có sẵn ra. Thổi ra thôi. Vâng. Công điện thổi các nấu. Rất là đơn giản. Vâng. Đơn giản lắm. Bão gió kệ nó, ngửi chẳng ngủ. Có hai mẹ con.